Vùng nuôi thủy sản thôn Vịnh Hòa, thôn có nhiều tôm hùm và cá chết nhiều nhất ở xã Xuân Thịnh, với hơn 72.000 tấn tôm hùm và cá các loại, chết từ ngày 18 đến ngày 20. Không chỉ chết bốc mùi hôi thối trong các lồng nuôi, mà cá chết nổi khắp mặt đồng. Cá này do một phần người dân vứt ra đây, và lúc này cả một vùng nước đã hôi thối. Đấy, từ dưới là nó cũng bị đen, nước trên nó cũng đen hết, từ dưới lên trên luôn chứ không có phân biệt được nữa. Nước nó lên nó thui mẹ như là nó ké đồ nó nấu đầy biển mà thẻ ra. Ké dư biển á, không cần nói tâm lòng, dư biển mà nó cũng nấu nó chết. Hiện nay một phần do cá tôm hùm chết quá nhiều nên nhiều hộ không kịp xử lý. Đã vậy, bán thì giá rẻ. Trong khi đó có nhiều loại cá còn nhỏ, tư thương không mua nên người dân không mang vào bờ. Như ở thôn Vịnh Hòa này, có đến 1.334 lồng nuôi, chiếm đến 35,6% lồng nuôi tôm hùm và cá chết. Nguy cơ ô nhiễm ở vùng nuôi này sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu như mà tình trạng người dân xả rác ra biển như thế này vẫn chưa được chấm dứt, và trước mắt thì tình trạng cá chết như thế này sẽ còn gây tiếp tục thiệt hại cho bà con nông dân. Với xã, tất cả tôm chết đều phải đem vào bờ, từ nhỏ đến lớn là phải đem vào bờ và có giám sát của xã để hạn chế cái ô nhiễm môi trường, còn tính các cái chuyện là tương lai lâu dài nữa, cho nên là hết sức lưu ý kỹ lưỡng, vừa làm công tác tư tưởng bà con để yên tâm, nhưng mà cũng vừa là các cái động tác tiếp theo để mình xác định là làm sao hạn chế cái thiệt hại ngay trong cái lúc này. Để giảm thiểu thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thịnh cũng đã vận động người dân đem tôm hùm và cá chết vào bờ để xử lý nếu không bán được. Tuy nhiên, để làm được điều này thì lúc này tất cả phụ thuộc vào ý thức của người dân. Và vấn đề này càng phải thể hiện trách nhiệm rõ hơn. Bởi hiện nay đầm Cù Mông có đến hàng chục ngàn lồng nuôi tôm hùm và các loại thủy sản khác đang thả nuôi. Và nếu không thận trọng, ô nhiễm do cá, tôm chết lan rộng thì lúc đó thiệt hại sẽ còn tiếp tục lớn hơn.